Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 72. Trong đại sảnh, Thành Ôn Bào cùng vài người đã thẩm vấn năm người của Phong Lưu Điếm một lần. Hồng cô nương đã giải bỏ dẫn huyền nhiếp mệnh thuật, nhưng năm người này chỉ biết rằng họ bị Phong Lưu Điếm xúi dục theo dõi dư phụ nhân. Sau vài lần theo dõi, họ phát hiện dư phụ nhân thường mất tích ở phía chai núi Phượng Minh, vì vậy họ quay lại giám sát núi Phượng Minh. Có lần lẻn vào núi Phượng Minh, họ phát hiện bên trong sơn cốc có một trang viện lớn, tiến vào trang viện thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ nhưng không thấy người. Mấy người này không dám lẻn vào trang viện lần nữa, nên chờ ở ngoài núi, khi thấy Ngọc Đoàn Nhi cưỡi ngựa ra, liền theo dõi từ phía sau. Bọn họ ban đầu có tổng cộng 6 người bây giờ một người đã trở về báo cáo với quỷ mẫu đan còn lại năm người ở đây những kẻ này chỉ là tay chân không biết gì về nội tình của phong lưu điếm nhưng ít ra họ biết quỷ mẫu đan ở đâu mạnh khinh lôi nói biết quỷ mẫu đan ở đâu cũng có nghĩa là biết được nơi ở của phong lưu điếm mấy người gật đầu trong lòng phấn chấn sau mấy tháng cuối cùng cũng biết được chỗ của địch nhân việc luyện binh trên núi sẽ không còn vô ích nữa hồng cô nương hỏi đi hỏi lại mấy người kia nhiều lần trầm ngâm một lúc họ nói quỷ mẫu đan ở phiêu linh mi uyển tức là phong lưu điếm không đi nơi khác mà trở lại bồ đề cốc phiêu linh mi uyển phiêu linh mi uyển có địa hình phức tạp nằm sâu trong núi đầy độc trướng và quái trùng các con đường phải đi qua đều có thể bị mai phục chúng ta đông người nếu tùy tiện đi chỉ e sẽ rất bất lợi nếu muốn tấn công phiêu linh mi uyển tốt nhất nên lập doanh trại gần đó làm quen địa hình, bố trí phương pháp phá địch, rồi mới tấn công. Thành ôn bào nhíu mày, nhưng nếu không thể tập kích bất ngờ, e rằng Phong Lưu Điếm sẽ không để chúng ta tùy tiện lập doanh trại gần đó, chắc chắn sẽ quấy nhiễu toàn lực. Hồng cô nương ánh mắt lưu chuyển, chúng ta có thể chia nhân lực thành hai nhóm, một nhóm chuyên lập doanh trại và hộ tống đội ngũ, nhóm khác đặc biệt quấy nhiễu phiêu linh mi uyển, để chúng tự lo không xong, không có thời gian và tinh lực nhằm vào chúng ta nhưng người quấy nhiễu phiêu linh mi huyền phải là cao thủ tuyệt đỉnh, nếu không khi gặp nạn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thành ôn bào gật đầu, nói có lý. Kể nghe mấy vị bắt được mấy tên tay chân của phong lưu điếm, không biết hỏi được kết quả gì chưa. Khi mấy người đang thương lượng, ngoài cửa có người yêu kiều mỉm cười, chậm rãi đi vào, mắt long lanh, dáng vẻ tươi trẻ, chính là ngọc không hồng Thành ôn bào và mạnh khinh lôi đều hơi rét, hồng cô nương xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt Ngọc Không Hầu, khom người thi lễ. Đào cô nương, Ngọc Không Hầu không đến một mình, sau lưng hắn có tấm hỏa mực, ngày tìm tử, liễu hồng bay cùng một đám người. Trên mặt ai cũng không vui, thầm nghĩ bích là cung bắt được tay chân của phong lưu điếm, nhưng dấu diếm không nói, không mời bọn ta tham dự, trung nguyên kiếm hội có ý gì. Mới vừa hỏi qua một lần, chưa có kết quả gì. Thành ôn bào thản nhiên nói, Ngọc Không Hầu dịu dàng nói nếu bắt người ít nhất biết hắn từ đâu đến vậy chỗ ở của phong lưu điếm sẽ rõ ràng hơn chúng ta có thể xuất binh ngay hôm đó thành ôn bảo nhíu mày miễn cưỡng gật đầu tấm hòa mực và đám người ha ha cười to ý hưng phấn tung bay cười nói trên núi bị kìm nén lâu như thế cuối cùng có thể vừa phun khó chịu quét sạch yêu quái đạp bằng phong lưu điếm ngọc không hầu nụ cười yêu kiều đứng bên cạnh nhìn năm người dưới đất xinh đẹp như một đóa hoa tươi nở rộ. Ngọc Đoàn Nhi ở trong đám người nhìn Ngọc Không Hầu, nàng với thái độ khác thường yên lặng không nói, lặng lẽ núp sau lưng thành ôn bào, ánh mắt Ngọc Không Hầu thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng nàng, nhưng lại hiện lên một tia sát khí âm u chợt lóe rồi biến mất. Dù nàng luôn thẳng thắn, biết rõ Ngọc Không Hầu là kẻ sâu nhất trong phong lưu điếm, nhưng lần này nàng biết nhiệm vụ của mình rất quan trọng, tuyệt đối không thể chết được. Ngọc không hầu muốn giết nàng, nhưng nàng rất rõ điểm yếu của hắn, nàng tuyệt đối không thể chết được. Liễu nhãn giao phó nàng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nếu bây giờ nói ra Ngọc không hầu là đàn ông, hoặc là kẻ xấu nhất trong phong lưu điếm, chắc chắn không ai tin nàng, trước hết nàng phải bảo vệ mình. Vừa lúc đó, có người nhẹ nhàng nói. Hôm nay rất náo nhiệt. Thành ôn bào vui mừng, Ngọc Đoàn Nhi vội vàng chạy nhanh tới, nuốt sau lưng người vừa đến ánh mắt ngọc không hầu hơi thay đổi, mọi người đều hướng nhìn hắn. Người đến mặc quần áo trắng, tóc xám được buộc lên bằng đai ngọc, chính là đường lệ từ. Alo! Ngọc Đoàn Nhi kéo tay áo hắn, lặng lẽ nói. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Đường lệ từ gật đầu, mỉm cười với mọi người. Tuyết tuyến tử tiền bối đã trở về an toàn, ta đã sắp xếp cho hắn ở phòng hạng thấp, nhưng thương thế của tiền bối chưa lành, trong thời gian này xin mọi người đừng quấy dày tấm hòa mực tinh thần chấn động, đổi người đã thành công. Đường lệ từ gật đầu, tấm hòa mực lại hỏi. Cuối cùng là ai đã được trao đổi? Trung Xuân Kế mang người đến, nhưng chỉ ở lại một ngày ngắn ngủi, không giao tiếp với các môn phái, vì vậy mọi người không biết nàng là người được đổi. Người được đổi là cao đồ của tuyết tuyến tử, Trung Xuân Kế Trung Cô Nương. Đường lệ từ nói. Trung Cô Nương hy sinh thân mình vì tuyết tuyến tử, được mang về phong lưu điếm, đức hạnh cao, nên được mọi người trong giang hồ noi theo. Tấm hỏa mực rất khen ngợi, Ngày tim tử và đám người cũng gật đầu đồng ý. Đường lệ từ dịu dàng nói. Trung cô nương thân phận đặc thù, phong lưu điếm sẽ không làm hại đến tính mạng của nàng. Chúng ta công phá phong lưu điếm liền có thể cứu nàng ra, mọi người không cần lo lắng. Nói đến đây, hắn mỉm cười với Ngọc Không Hầu. Ngọc Không Hầu nhẹ nhàng nói. Ngươi không sợ phong lưu điếm sẽ gây bất lợi cho Trung cô nương sao? đường lệ từ nhẹ nhàng mỉm cười trung cô nương là công chúa của triều đình phong lưu điếm không dám mạo phạm gây tội lớn đối với công chúa ngọc không hầu hỏi nếu như nàng không phải là công chúa thì sao đường lệ từ không hề chớp mắt nếu nàng không phải công chúa chẳng phải càng tốt hơn sao không phải công chúa mà giả mạo công chúa như vậy phong lưu điếm nắm được điểm yếu của nàng trung cô nương còn dám không nghe lời sao lại càng không thể gây bất lợi cho nàng Ngọc không hầu cười khẽ, ngươi quả thật tính toán rất chu đáo. Đường lệ từ nói, trước mặt đào cô nương, ta sao dám nói là hoàn hảo. Hắn lùi một bước, che chắn Ngọc đoàn nhi. Ngày mai ta có chuyện quan trọng cần nói rõ với mọi người. Từ giờ đến trưa mai, không ai được phép rời núi, không gửi thư tín hay tín vật ra ngoài. Ai không tuân lệnh, ta sẽ xử phạt nghiêm khắc, giết chết tại chỗ. Tấm hòa mực hơi sững sờ, ngày mai xuất binh sao? đường lệ từ mỉm cười ta không nói như vậy ngày tìm tự nhíu mày nếu ngày mai không xuất binh e rằng phòng bị của phong lưu điếm sẽ ngày càng nghiêm ngặt khó công phá hơn đường lệ từ vẫn mỉm cười ta không nói như vậy hắn nắm tay phải của ngọc đoàn nhi nhìn về phía hồng cô nương hồng cô nương mời nàng ra đây nói chuyện riêng hồng cô nương đáp lời chạy về phía hắn đường lệ từ dẫn hai cô nương xinh đẹp như hoa rời khỏi đại đường mọi người cùng nhìn về phía ngọc không hầu, trong lòng đều nghĩ đường lệ từ trêu hoa gẹo nguyệt, có mới nơi cũ, đào cô nương xinh đẹp như vậy, hắn vừa trêu đùa một đêm đã đổi người khác, thật là phí của trời, thật đáng tiếc. Nhưng mà, hồng cô nương với vẻ đẹp u lan, cũng không kém gì so với vẻ đẹp tuyệt trần của đào cô nương. Ngọc không hầu sắc mặt không vui, nhưng không phải vì đường lệ từ có mới nơi cũ, mà vì hắn mang theo cả hồng cô nương và ngọc đoàn nhi, muốn giết hai người đó không tránh khỏi tốn nhiều công sức. Liễu Nhãn nhất định đang ở núi Phượng Minh, hắn không cần thám tử báo lại, chỉ cần nhìn phản ứng của Ngọc Đoàn Nhi và Đường Lệ Từ đã biết Liễu Nhãn không chỉ ở núi Phượng Minh, mà còn đã tìm ra phương pháp giải độc. Hắn không biết Liễu Nhãn làm thế nào từ kẻ thù trở thành bạn với Đường Lệ Từ, điều này làm hắn rất kinh ngạc. Nhưng việc Đường Lệ Từ kết giao với Liễu Nhãn lại là một nguy cơ lớn cho hắn, vì Liễu Nhãn có rất nhiều kẻ thù dễ dàng chuyển mối thù sang đường lệ từ trung nguyên kiếm hội sau khi có được giải dược của tinh quỷ cửu tâm hoàn chắc chắn sẽ tấn công phiêu linh mi uyển và đây chính là thời cơ tốt để hành động lớn đường lệ từ đưa ngọc đoàn nhi và hồng cô nương vào phòng mình hồng cô nương thấy tuyết tuyến tử đang ngồi xếp bằng trên giường nhỏ mắt nhắm liền nói nhỏ hắn bị người ta hạ độc đường lệ từ gật đầu buông tay ngọc đoàn nhi ngọc đoàn nhi nàng muốn nói gì với ta giải dược ngọc đoàn nhi lại nắm lấy tay hắn hắn nói có thể giải độc có hai phương pháp đường lệ từ hơi ngạc nhiên hai loại ngọc đoàn nhi từ trong ngực lấy ra một gói nhỏ mở gói ra bên trong là mấy chục cây kim ngọc dài đây là một trong hai phương pháp hắn nói châm cứu bằng ngân châm quá mềm phải dùng kim ngọc đâm vào não để tổn thương một khu vực nhất định có thể loại bỏ tinh quỷ cửu tâm hoàn phương pháp này có hiệu quả rất nhanh nhưng rất nguy hiểm không phải cao thủ tuyệt đỉnh thì không thể châm cứu. Còn có một phương pháp khác. Nàng lấy ra một chai thuốc. Đây là viên thuốc, sau khi uống vào có thể khống chế độc tính của tinh quỷ cửu tâm hoàn, nhưng phải uống trong 7 tháng. Hơn nữa cần dùng thuốc rất nghiêm ngặt, đến tháng thứ tư thì từ từ giảm liều lượng, sau 7 tháng, phải uống thêm một loại thuốc khác. Nàng luống cuống lấy ra một chai thuốc khác. Loại này phải uống liên tục nửa năm. Hồng cô nương mở to mắt, nàng chưa từng nghe phương pháp giải độc phức tạp như vậy. Hiệu quả sao? Ngọc Đoàn Nhi gật đầu liên tục. Hiệu quả, hắn đã thử trên chính mình. Đường lệ từ mắt hơi lóe lên. Hắn đã thử trên chính mình. Hắn uống thuốc. Ngọc Đoàn Nhi đặt tay lên ngực, lòng vẫn đập thình thịch. Hắn đã ăn một phần độc của tinh quỷ cửu tâm hoàn, cái loại đó. Gì đó, khi độc phát, cơ thể toàn là mụn nhọt, rất đáng sợ. Mỗi ngày độc phát hai lần, có lúc không chịu nổi phải uống thuốc sau đó hắn bỏ xe lăn bỏ nạng buộc mình vào ghế thử nghiệm các loại thuốc chấm đường lệ từ nhíu mày cuối cùng ai đã giúp hắn châm kim ngọc vào não chính hắn hay là phương bình trai tất nhiên là tiểu phương ngọc đoàn nhi nói lúc đó hắn đã uống thuốc đến ngu mốc rồi nhưng hắn đã viết thư trước dặn tiểu phương châm vào đâu đâm bao nhiêu hướng nào đầu kim còn bôi độc dược nhưng độc dược trên kim ngọc quá nguy hiểm Tiểu Phương đâm hắn một kim, hắn hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, suýt nữa ta tưởng hắn sẽ chết. Nói đến đây, mắt nàng đỏ lên, rất đáng sợ, hắn tự thử thuốc, chúng ta rất đau lòng. Châm kim ngọc vào não là phương pháp cực kỳ nguy hiểm. Đường Lệ từ nói, độc của tinh quỷ Cửu Tâm hoàn quả nhiên rất khó trị. Hắn trầm ngâm, giải độc bằng thuốc cần quá nhiều thời gian, châm kim ngọc vào não quá nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác chúng ta cần thông báo rằng tinh quỷ cửu tâm hoàn có thể chữa được, để lòng người yên tâm. Hồng cô nương gật đầu, sau đó người phải giấu liễu nhãn, không để ai biết tung tích của hắn. Giải dược đã có, hắn mất giá trị, ai cũng muốn mạng hắn, ai cứu hắn sẽ đối đầu với công đạo tránh nghĩa. Đường lệ từ mỉm cười, ta không lo có ai muốn giết hắn, phương bình trai ở bên hắn, ai có thể giết được liễu nhãn. Điều ta lo lắng là... Hồng cô nương nhíu mày. Điều gì? Ta lo lắng. Đường lệ từ dịu dàng nói. Phương Bình Trai là một nhân vật quan trọng như vậy. Hắn luôn bên cạnh liễu nhán. Hắn muốn giết Chu Nhan. Hắn nắm giữ phương pháp ngọc kim đâm não. Nếu ta là ngọc không hầu, nhất định sẽ kêu gọi Phương Bình Trai đầu hàng. Một khi thành công, không chỉ có thể đạt được mục tiêu mà còn có thể đền bù cho ta nửa giang hồ. Hồng cô nương sửng sốt. Hắn muốn giết Chu Nhan sao? Giọng đường lệ từ càng trở nên dịu dàng không sai, luyện đến võ công như hắn, sát khí trên người không thể che giấu được, sát ý trong lòng phải là kiên định không đổi. Ta tuy không biết hắn vì sao muốn giết Chu Nhan, nhưng Chu Nhan đang ở trong tay Ngọc Không Hầu, Phương Bình Trai lại là người trọng tình trọng nghĩa, muốn bắt hắn để buộc hắn vào khuôn khổ cũng không khó khăn gì. Thì ra là như vậy, người ở Hảo Vân Sơn tạo thế, giống như chống khua chiêng phải ra binh bồ đề cốc, cũng là định kéo Ngọc Không Hầu ở lại Hảo Vân Sơn để hắn không có thời gian nhắm vào phương bình trai hồng cô nương thông minh lập tức hiểu ra nhưng bây giờ giải dược đã xuất hiện kế hoán binh của ngươi không thể kéo dài lâu nếu như phương bình trai phản lại liễu nhãn sẽ rơi vào tay phong lưu điếm đường lệ từ khẽ mỉm cười giải dược đã xuất hiện liễu nhãn rơi vào tay ai đối với đại cục không còn quan trọng nhưng nếu ta là ngọc không hầu sau khi nắm giữ phương bình trai nhất định phải nghĩ cách làm một việc việc gì ngọc đoàn nhi nghe mà không hoàn toàn hiểu tiểu phương sẽ không phản bội chúng ta hắn là người rất tốt đường lệ từ lặng nghe mỉm cười nói ta muốn phương bình trai lập chứng cớ lấy tên của phong lưu điếm điệp biện trọng hoa dùng thân phận của liễu nhãn để nói rằng đường lệ từ và liễu nhãn có liên hệ thực ra đường lệ từ mới là vua của phong lưu điếm quỷ mẫu đan đứng đầu nếu không làm sao hắn có thể nhanh chóng lấy được giải dược của tinh quỷ cửu tâm hoàn Tại sao Liễu Nhãn lại phải chế tạo giải dược cho hắn? Chỉ vì tay hắn cầm giải dược, hắn có thể lấy danh nghĩa chính nghĩa để nắm giữ giang hồ. Hắn chiêu tập mọi người ở Hào Vân Sơn, chậm chạp không ra quân, là để tạo cơ hội cho Phong Lưu Điếm, lần này ra tay, chính là muốn để các hào kiệt giang hồ vốn đối địch với Phong Lưu Điếm đi vào chỗ chết. Hắn tuy có thể đoán trước đối thủ, không phải vì đường lệ từ có tài tiên tri, mà vì hắn vốn là nội gián của Phong Lưu Điếm. Hồng cô nương kinh ngạc cái này, muốn lập chứng cứ rất dễ dàng, tại sao Đường Lệ Từ lại đánh lén vào ban đêm để bắt đảo cô nương? Tại sao Chỉ Vân lại chết? Tại sao Thiệu Duyên Bình lại chết? Tất cả đều vì họ phát hiện âm mưu của Đường Lệ Từ nên bị hại. Đường Lệ Từ nói, cộng thêm thiếu lâm tự phổ châu phương trượng gửi thư đóng dấu kín, hoặc tự mình đến giải thích, chứng minh tội lỗi, ai trên đời này không tin. Hoặc khi đội quân Hảo Vân Sơn đánh tới Bồ Đề Cốc, quỷ mẫu đang đột nhiên quỷ xuống trước ta miệng gọi chủ nhân trên đời này có bao nhiêu người tin tưởng đường lệ từ đào cô nương ở hào vân sơn lâu ngày chắc chắn đã nghĩ cách để lại nhiều đầu mối giá họa cho ngươi hồng cô nương biến sắc đây quả nhiên là một chiêu độc kế không thể không đề phòng hồng cô nương đường lệ từ nhẹ nhàng nói ta không thể phòng được muốn chứng minh đường lệ từ trong sạch không phải là đứng đầu phong lưu điếm càng không có liên quan đến tả ma liễu nhãn Ngọc Không Hầu chắc chắn sẽ để ta giết Liễu Nhán trước mặt mọi người. Ngọc Đoàn Nhi kinh ngạc, hồng cô nương sắc mặt ảm đạm, Đường Lệ từ khẽ mấp máy đôi môi đỏ. Nhưng ta không thể giết được. Ngọc Đoàn Nhi thở phào nhẹ nhõm, hồng cô nương sắc mặt càng trở nên ảm đạm. Nếu ta là Ngọc Không Hầu, dù kế hoạch này khó khăn đến đâu, cũng có thể thực hiện, vì ngươi hoàn toàn không còn sức chống trả. Đường Lệ từ mỉm cười. Không sai vậy đối sách của ngươi là gì ngươi sẽ không ngồi chờ chết lúc này hồng cô nương thấp giọng nói phương bình trai có dễ dàng kêu gọi đầu hàng như vậy đường lệ từ diệu giang nói ngọc không hầu có ý định với phương bình trai đã lâu phương bình trai chắc chắn còn có những bí mật khác để ngọc không hầu phải nhắm đến nhưng hắn là người trọng tình cảm dù bị ngọc không hầu kêu gọi đầu hàng cũng sẽ không làm hại liễu nhãn hồng cô nương cắn môi nói điểm này ta biết còn ngươi Đối sách của ngươi là gì? Đường lệ từ nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh. Đối sách của ta chính là ngươi. Ta. Hồng cô nương trong lòng chợt lóe lên một ý niệm, khiến nàng gần như không dám tin tưởng ý nghĩ của mình. Ngươi muốn dùng kế tương kế tự kế. Đường lệ từ gật đầu. Giải dược đã hiện ra, tinh thần của Hào Vân Sơn đã cũ, tên đá lắp vào cung không thể không bắn, kéo dài thêm nữa. Ngọc không hầu sẽ càng cắm dễ sâu hơn vào trung nguyên Chánh đạo, ngày càng khó loại bỏ trận chiến tại bồ đề cốc là cần thiết bất kể ta có ở lại trung nguyên kiếm hội hay không trách nhiệm nặng nề của trận chiến này phần lớn phải đặt lên vai ngươi hồng cô nương mặt tái nhợt đôi mắt đen láy ta ta làm sao có tư cách chỉ huy quần hào ngươi đương nhiên là có ánh mắt đường lệ từ lóe lên một tia hào quang sắc bén ngươi là vợ của bích liên y người mà uyển úc nguyệt đán đã ủy thác trách nhiệm nặng nề việc này hắn đã viết rõ trong lá thư gửi cho ta lá thư này do thiết tính viết có dấu ấn của bích lạc cung và hiện đang ở trên người thiết tính ngoài ra hồng cô nương ta hy vọng ngươi có thể nói rõ với mọi người rằng hồng cô nương lùi một bước đường lệ từ bình tĩnh nói ngươi chính là công chúa của lang gia hồng cô nương đứng sững người công chúa ta đã quên từ lâu mình là công chúa tiểu hồng chỉ là tiểu hồng đường lệ từ nói ta biết ngươi không muốn làm công chúa nhưng ngươi muốn chỉ huy quần hào muốn ép ngọc không hầu không có đường sống, người phải có tư cách đặc biệt. Công chúa là một tư cách rất tốt. Hồng cô nương nói, ta đã phá hủy tín vật, ta cũng không có chứng cớ chứng minh mình là công chúa. Nghe nói hoàng thượng đã nhận chung xuân kế chung cô nương là công chúa, ta còn tranh cãi nữa, chẳng phải là vô ích. Đường lệ từ nói, không phải là không thể tranh, nếu ngươi không phải công chúa, ngươi không thể đối đầu với ngọc không hầu. Ta nếu tranh thắng, chẳng phải là bức tử chung cô nương hồng cô nương nói nhỏ thậm chí ngay cả làm phiền huynh trưởng và nhị tỷ đường lệ từ lạnh lùng nói con bé họ chung ích kỷ ác độc chết không có gì đáng tiếc bức tử thì bức tử ngươi không thể do dự như phụ nữ thường tình hồng cô nương cười buồn ta không phải đường lệ từ nói truyền công chúa ta sẽ để dương quế hoa và tiêu sĩ kiều tới kiểm chứng mọi việc đã sắp xếp xong ngươi không cần lo lắng Ngọc Không Hầu lúc này không có thời gian để bận tâm đến công chúa thật hay giả, đây là cơ hội của chúng ta. Khi ta trở thành công chúa, dựa vào uy thế của Bích Lạc Cung mà ra lệnh cho quần hùng, người có thể yên bình rời đi sao? Hồng cô nương nói nhỏ. Ngươi ngày sau sẽ thế nào? Đường lệ từ ôn tồn nói. Ta sẽ chịu đựng đau khổ, và ta sẽ khiến Ngọc Không Hầu trả giá gấp 10 lần, không cần lo lắng. Hồng cô nương ngừng đầu lên. Ta, ta từng là người của phong lưu điếm đường lệ từ cắt ngang lời nàng. Cho nên, ngươi phải bồi thường, Ngọc Không hầu nhất định sẽ dùng điều này để khó khăn ngươi, nhưng với bản tính của ngươi, việc đánh chết vài tên nanh vuốt của phong lưu điếm để chứng minh quyết tâm sửa đổi của ngươi cũng không khó. Đúng, nàng nói nhỏ, tâm trí đột nhiên kiên quyết, một nguồn dũng khí tự nhiên trỗi dậy. Ta sẽ hoàn thành tất cả. Nàng gần từng chữ. Trong phong lưu điếm, vẫn còn người trung thành với ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho đào cô nương tùy tiện hành động. Trận đánh ở bồ đề cốc, dù không thể tiêu diệt phong lưu điếm, ta cũng sẽ khiến đào cô nương từng bước tính sai, mọi âm mưu đều thất bại. Rất tốt, đường lệ từ nói dịu dàng. Ngươi phải bảo trọng, trận chiến ở bồ đề cốc dù không thể thắng, cũng tuyệt đối không được bại, huyền úc nguyệt đán sẽ tìm cách giúp ngươi, ngươi không phải chiến đấu một mình. Hồng cô nương gật đầu. Đường công tử, hắn, an nguy của hắn, tiểu hồng xin nhờ ngươi nàng cúi đầu trước đường lệ từ tiểu hồng không thể ở bên hắn nhưng mong hắn bình an xa rời giang hồ đường lệ từ khẽ mỉm cười ta đã nói chỉ cần hắn sửa đổi bất kể hắn hại chết bao nhiêu người ta cũng có thể đảm bảo không ai có thể động đến hắn ngọc đoàn nhi nghe một lúc lâu vẫn kiên trì nói tiểu phương sẽ không thay đổi xấu đường lệ từ nói hắn sẽ không thay đổi xấu hắn chỉ luôn là chính hắn Ngọc Đoàn Nhi lại nói: "Tại sao ngươi lại đối xử tốt với hắn như vậy?" Đường Lệ từ hơi ngẩn ra. "Cái gì?" Ngọc Đoàn Nhi nghiến răng. "Ngươi nói bởi vì ngươi không thể giết hắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là bị người xấu hãm hại, tại sao ngươi lại đối xử tốt với hắn như vậy, ngay cả khi bị hãm hại cũng không sợ?" Đường Lệ từ cười với nàng: "Ta đối với hắn tốt, vì hắn luôn đối xử rất tốt với ta." Ngọc Đoàn Nhi lắc đầu. "Hắn lúc nào đối xử tốt với ngươi?" Đường Lệ từ mỉm cười. "Tiểu nha đầu, ngươi đang ghen sao?" Ngọc Đoàn Nhi liếc mắt nhìn hắn. "Chỉ cho phép ta một người đối xử tốt với hắn, không cho phép ngươi đối xử quá tốt." "Đường Lệ," từ dịu dàng nói, "ta hết lần này tới lần khác sẽ đối xử ôn nhu với hắn, cầu gì được đó." Ngọc Đoàn Nhi mặt đỏ bừng, tức giận. "Ngươi đúng là kẻ xấu, người xấu, không cho phép ngươi đối xử tốt với hắn như vậy." Hồng cô nương nghe một bên, càng nghe càng thấy Ngọc Đoàn Nhi nghiêm túc, bật cười ngươi có thể đối xử tốt với hắn hơn ta không nghĩ ra cách nào tốt hơn để đối xử tốt với hắn ngọc đoàn nhi chán nản nói hắn lạnh lùng với ta ta liền tức giận muốn đánh người ta không thể ôn nhu hồng cô nương nín cười vậy ngươi cũng lạnh lùng với hắn biết đâu hắn sẽ nhận ra ngươi quan trọng ngọc đoàn nhi lắc đầu không đúng nếu ta lạnh lùng với hắn hắn sẽ càng không để ý tới ta ta không cần đường lệ từ ôn tồn nói ta sẽ dạy ngươi một cách Trước kia ta thường dùng, rất hiệu quả." Ngọc Đoàn Nhi vui mừng. "Cách gì?" Đường Lệ từ cầm con dao trên bàn, tay trái mở rộng năm ngón đè lên bàn, tay phải cầm dao đâm vào kẽ tay, hắn hành động như gió, trong phút chốc dao đã vào bàn. Ngọc Đoàn Nhi và Hồng Cô Nương cùng la thất thanh, tưởng rằng hắn đâm vào tay mình, Đường Lệ từ cười nhạt. "Hắn không để ý tới ngươi, ngươi ngay tại trên người mình đâm một đao, nếu vẫn không để ý tới ngươi, ngươi lại đâm một đao nữa." "Trời ạ, à, đây là phương pháp gì?" Ngọc Đoàn Nhi giận dữ nói, "Người trước đây chỉ dùng cách này để sợ hắn, ngươi hư quá, ngươi là người điên, không cần ngươi ở cùng hắn. Thật xấu xa, không cho phép dùng cách này dọa người, sau này cũng không được dạy người khác cách này." Đường Lệ từ mỉm cười, "Đây là phương pháp tốt." Hơi dừng lại một chút, hắn Tao Nhã nói, "Bích Liên Y đã đứng ngoài cửa từ lâu, hồng cô nương, những ngày tới ngươi phải luôn ở cùng Bích Liên Y." Thiết tĩnh và những người khác, không được để Ngọc không hầu có cơ hội ra tay. Ngọc Đoàn Nhi chừng mắt, ta phải về Phượng Minh Sơn. Đường lệ từ nói. Phượng Minh Sơn đã là đất nguy hiểm, ngươi không thể đi, ta sẽ để thẩm lang hồn âm thầm đưa ngươi đến một nơi an toàn, không cần lo lắng. Hắn ngay sau đó nhìn tuyết tuyến tử một cái. Còn vị này, ta sẽ coi trọng, đề phòng bất chắc. Ta không muốn. Ngọc Đoàn Nhi lại nói. Ta phải đi về tìm hắn. Đường lệ từ nhíu mày. Hắn có lẽ đã không còn ở Phượng Minh Sơn. Ngọc Đoàn Nhi kiên trì nói. Vậy ta cũng phải đi về tìm hắn. Ta không muốn đi chỗ khác một mình. Đường lệ từ nhẹ nhàng vỗ chán nàng. Ngọc Đoàn Nhi ngã xuống. Hắn đặt nàng lên ghế. Hồng cô nương thở dài. Ngươi đối xử với nàng như vậy, nàng sẽ hận ngươi. Đường lệ từ cười nhạt. Ta không quan tâm. Hắn vỗ tay một cái, thầm lang hồn từ trên xà nhà rơi xuống hồng cô nương ngạc nhiên, thẩm lang hồn đã mai phục trên nóc nhà lâu như vậy mà nàng không biết. Đưa tiểu nha đầu không hiểu chuyện này đi, sau này ta sẽ liên lạc với ngươi. Đường lệ từ lấy ra một thỏi vàng. Trên đường cẩn thận, đừng để nàng chạy trốn. Thẩm lang hồn cười. Ngọc không hầu muốn kêu gọi đầu hàng Phương Bình Trai, ngươi chẳng lẽ không thể ổn định Phương Bình Trai sao? Hắn đã mai phục trên xà nhà, nghe được mọi chuyện vừa nói. Ta không thể ổn định được, Đường lệ từ thở dài. Phân thân ta không có cách, hơn nữa Phương Bình Trai ẩn giấu bí mật, Ngọc không hầu rõ ràng, còn ta thì không. Hồng cô nương ánh mắt lóe sáng. Bí mật của Phương Bình Trai. Nàng trầm ngâm. Đào cô nương luôn đề phòng ta, năm đó ở phong lưu điếm ta cũng không biết nàng thực sự là chủ nhân chân chính của phong lưu điếm. Nhưng ta đã nghe truyền thuyết về thất hoa vân hành khách, nghe nói điệp biện trọng hoa xuất thân từ mây trắng câu, nơi đó sơn thanh thủy tú, từ xưa đến nay đã sinh ra nhiều tướng tài, tướng tài. đường lệ từ ánh mắt chuyển động. tướng quân tài trên chiến trường. hồng cô nương gật đầu. mây trắng câu truyền thuyết là nơi sinh ra nhiều tướng quân đại hán, nhà nào cũng có binh thư, ngay cả khi sáng nay đỉnh trong cũng có không ít binh sĩ tướng lãnh xuất thân từ mây trắng câu. đường lệ từ cao mày. chẳng lẽ quỷ mẫu đan và ngọc không hầu đối với phương bình trai chăm chỉ như vậy là vì binh sĩ của hắn? hoặc là vì Phương Bình Trai lại có tướng quân tài. Hồng cô nương lắc đầu. Khó có thể tưởng tượng. Nhìn Phương Bình Trai miệng đầy dài dòng cà nhỗng dáng vẻ, không thể tưởng tượng hắn là một tướng quân tài. Tướng tài chuyện, ta sẽ chú ý. Nếu Ngọc không hầu có lòng với tướng tài, tức là hắn có hùng tâm ra chiến trường, vào giờ phút này, chẳng lẽ hắn sẽ khai chiến với nước liêu? Đường lệ từ hơi hẹp mắt. Bởi vì lúc này đại tống thất lợi trên trận tiến. Chẳng lẽ Ngọc Không Hầu và Quỷ Mẫu Đan có giá tâm không chỉ là giang hồ, mà còn có hùng tâm khác? Hắn muốn làm nên sự nghiệp lưu danh sử xanh, nhưng điều này là không thể. Hết thảy đều là chúng ta suy đoán mà thôi. Hồng cô nương lắc đầu. Đường công tử không nên nghĩ quá xa, buồn có thể gây tổn thương cho người, bảo trọng mình. Nàng thi lễ với đường lệ từ, mở cửa đi, thẩm lăng hồn bật cười. Phương Bình Trai sẽ lãnh binh đánh giặc, tướng tài loại chuyện này, cũng không phải nói là cha có loại, con trai sẽ có bản lĩnh, chưa từng ra chiến trường làm sao lãnh binh. Đường Lệ từ ho nhẹ, ngồi xuống ghế. Chuyện này rất kỳ quái, nội tình chắc chắn phức tạp, lúc này tạm thời bỏ qua. Thẩm Lang Hồn nhìn hắn, thần sắc có chút tiêu tủy. Ta nghe nói Kỳ Dương đã đến núi, chắc phải hắn vì tuyết tuyến tử Trần Mạch hơi thở. Đường Lệ từ tinh thần chấn động. Mời hắn tới, ta không ở trên núi, chậm chế khách phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn